thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngày 12 tháng 1 năm 2023, trên chuyến đò ngang từ bến Đại Lai, huyện Gia Bình sang bến Hôm, huyện Quế Võ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quế Võ tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện hành khách Đỗ Văn Long, 49 tuổi, ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đang có hành vi tàng trữ một hộp pháo màu đỏ và hai quả pháo giấy tròn. Bước đầu làm việc, Đỗ Văn Long trình bày mua số pháo trên để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán phòng cảnh sát giao thông bàn giao công an huyện Quế Võ xử lý theo quy định.